Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 4, tập truyện phản gián, nhật ký kẻ vô danh. Cậu có nhiệm vụ mới đây, thường ạ. Văn Chấn nghiêm nghị bảo người phụ tá của ông. Báo cáo anh, tôi xin nghe. Hãy sang phòng lưu trữ của Sở Văn hóa và Thư viện lục tất cả số báo cũ ở Hải Phòng từ năm 1953 cho đến tận bây giờ. Không, cho đến năm ta giải phóng thành phố thôi. Hồi đó, báo hàng ngày ở Hải Phòng do Hà Nội đưa xuống và chủ yếu là báo Tia Sáng. Hãy đề nghị họ sưu tầm tất cả các số báo Tia Sáng hoặc kể cả báo khác mà họ còn lưu trữ được để tìm cho ra những điều cần xác minh cho những tin tức mà ông Tiến đã cung cấp cho ta hôm qua. Nhiệm vụ này thú vị thật, Thường lẩm bẩm. Tôi biết cậu không thích thú lắm, nhưng đây là công việc, mà lại là công việc không kém phần quan trọng. Vì vậy tôi muốn cậu phải nhận thức được đầy đủ ý nghĩa của công việc để tiến hành làm cho tốt. Và các thủ trưởng rõ. Việc tiếp tục theo dõi Trần Lãm hầu như dẫm chân tại chỗ. Từ sau hôm tới nhà Lưu Kính Cáp, Lãm hầu như không đi đâu cả. Suốt ngày ngồi trong nhà chữa máy, trừ những lúc ra chợ ăn quà sáng hay mua thức ăn về cho bữa cơm trưa. Còn cửa hiệu đồ điện của Cáp cũng vẫn hoạt động như mọi khi, luôn có khách ra vào. Những lúc chiều gần tối, nắng đã tắt, Cáp vẫn đem chiếc ghế mây lớn ra ngoài cửa, ngồi ngậm tẩu hút thuốc, tay phe phẩy chiếc quạt lá, tọa đầy vẻ an nhàn. Báo cáo của Bình không gây chú ý lắm cho Văn Chấn. Điều đó khiến ông không khỏi băn khoăn. Trần Lãm đã cảm thấy bị theo dõi nên tạm ngừng hoạt động chăng? Giữa lúc ông đang suy nghĩ giải pháp để ra khỏi tình trạng bế tắc đó thì trinh sát của Bình báo về. Có một thanh niên lạ mặt vừa tới nhà Trần Lãm, không phải đến chữa máy. Khi người này tới, Lãm đã đóng cửa hiệu để tiếp. Người thanh niên đó là loại người như thế nào? Người Hoa à? Văn Chấn hỏi Bình. Căn cứ và quan sát, người này không có vẻ gì giống người Hoa. Tuổi chắc 25-26, dáng rong dọc cao, trắng trẻo, đẹp trai, để riêng mỹ và đeo kính râm rất to che kín cả nửa khuôn mặt. Người này đi xích lô, có mui, đi đến nhà Trần Lãm. Như vậy có khả năng anh ta đi từ một điểm nào đó ở xa tới, không loại trừ khả năng đi từ bến xe hoặc nhà ga. Anh ta có mang hành lý không? Chỉ có một túi bạt nhỏ vuông đeo ở cạnh sườn, hình như loại túi quân dụng đựng mìn Claymore của Mỹ. Tiếp tục theo dõi, Văn Chấn chỉ thị. Nửa tiếng sau, trinh sát lại báo về. Trần Lãm đã dắt xe máy ra khỏi nhà, người thanh niên kia không đi cùng. Cho người bám theo ngay đi, xem hắn đi đâu. Trần Lãm sau khi đi vòng một lượt quanh các phố đã đến nhà Lưu Kính Cáp. Ở nhà Lưu một lúc, Lãm ra xách theo một túi lưới đựng toàn đồ điện quận cảm biến, biến áp tụ xoay. Hắn phóng xe một mạch trở về nhà. Lần này Bình đích thân theo dõi phía ngoài. Anh thấy Lãm mở lại cửa hiệu và tiếp tục ngồi chữa máy. Sau đó Lãm ra hiệu ăn đầu phố, mua một cặp lồng ba ngăn toàn là thức ăn ngon về và đóng cửa lại. Cả tối hôm đó họ ở trong nhà Lãm, không thấy đi đâu cả. Sáng sớm hôm sau, Lãm lại mua phở về ăn. Và độ nửa tiếng sau thì có xe đèo người thanh niên kia ra ga. Lần này tay thanh niên ôm một hộp giấy khá to, một máy radio cassette loại mới của Nhật Bản, còn nguyên cả bao bì. Đến đây, trinh sát của mình tiếp tục theo dõi, và khi tiếp cận đối tượng, đã thấy người thanh niên nọ mua vé tàu nhanh để về Hà Nội. Bình báo cáo xong sự việc với Văn Chấn, thấy ông khẽ cau mày. Các cậu có chụp ảnh người khách đó không? Dạ không, hình như đây chỉ là một vụ phi vụ làm ăn bình thường giữa dân buôn Hà Nội với dân buôn Hải Phòng thôi. Báo cáo với sếp, theo tôi, khách của Trần Lãm từ Hà Nội xuống đây nhờ mua máy. Lãm để khách ở nhà rồi đi tìm nguồn bán. Ở đây thì có sẵn máy rồi, nhưng có thể hắn phải đi lấy giá và giấy tờ, rồi về ngả giá với khách.
Kiểu buôn bán qua môi giới như thế này bây giờ rất phát triển. Theo cậu, việc Trần Lãm rẽ qua nhà Lưu Kính Cáp có quan hệ gì với vụ áp phe này không? Văn Trấn ngắt lời. Bình suy nghĩ trong giây lát. Báo cáo sếp, tôi chưa xác định được. Vậy đấy, cậu chưa xác định được chuyến đi của người thanh niên lạ mặt với Trần Lãm có quan hệ gì với Lưu Kính Cáp hay không, mà đã vội kết luận với tôi rằng đây chỉ là một chuyện làm ăn bình thường. Như thế thì liệu kết luận của cậu có hơi quá sớm không? Nhưng báo cáo với sếp, chỉ vì có một chi tiết Lãm có qua nhà Cáp trong thời gian có khách đợi ở nhà nên sếp mới đặt nghi vấn phải không? Nếu như vị khách đó cũng cần mua một ít đồ điện nữa thì sao? Bình cố ý bảo vệ ý kiến của mình. Cậu và trinh sát của cậu chả vừa xác định là tay thanh niên kia chỉ mang theo một cái radio cassette thôi là gì? Hắn có thể nhét thêm những đồ gọn nhẹ khác vào trong hộp, ví dụ như tắc te đèn ống hay bóng điện tử Nhật. Những cái ấy có phải là của không có giá trị đâu. Nghĩa là cậu bảo lưu ý kiến rằng đây chỉ là một vụ buôn bán làm ăn bình thường. Văn Chấn hỏi lại. Thôi được, hãng tạm cho là thế đã. Ông vừa nghe vừa gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, biểu lộ vẻ suy nghĩ căng thẳng và chưa thật sự hài lòng. Cậu cho viết báo cáo tổng hợp tình hình 2 ngày vừa rồi đi. Theo tôi cần phải thận trọng xem lại thái độ người khách của Trần Lãm có gì khác thường không. Việc này cũng cần phải có thời gian nghiên cứu đấy, chưa nên hạ kết luận vội. Bình nhún vai, ý muốn nói sếp cẩn thận quá. Trưởng ban bước vào phòng làm việc của Văn Chấn với một chiếc phong bì khổ lớn ở trên tay. Với lấy chiếc quạt giấy ở trên bàn, ông mở ra vừa quạt vừa nói. Tôi đã định rẽ vào anh sớm, nhưng phải làm việc với giám đốc về một chuyện đột xuất. Việc gì thế anh? Nghĩa là lại có thêm công việc cho cánh ta đấy. Trưởng ban mở phong bì, lấy ra một tờ giấy và đưa cho Văn Chấn. Anh xem đi, đó là một lá đơn. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Kính gửi đồng chí giám đốc Sở Công an thành phố. Tên tôi là Trần Thị Mai, 54 tuổi, trú quán tại. Tôi có con trai là Nguyễn Hoàng Lâm, năm nay 26 tuổi, cháu đã nhập ngũ năm 1974. Năm ngoái gia đình tôi có nhận được giấy báo mất tích của đơn vị cháu gửi về. Tôi cũng nghĩ con trai tôi đã mất tích, nhưng tuần trước tôi lại nhận được thư của con gái tôi ở Hà Nội, tên là Nguyễn Bích Hải, cháu đang học đại học Bách Khoa. Nói với tôi, cháu đã tình cờ gặp anh cháu và được biết anh cháu đã được đơn vị chuyển sang bên công an, hiện đang làm một nhiệm vụ bí mật ở trên đó nên chưa tiện báo tin. Và cấp trên chưa cho về thăm nhà được. Thưa các đồng chí, tôi nghĩ là nhiệm vụ của Tổ quốc thì cháu phải có nghĩa vụ chấp hành, nhưng cũng xin các đồng chí xét cho tình cảm của tôi, là một người mẹ xa cháu đã lâu, lại vất vả khổ tâm vì tin cháu bị mất tích trước kia, mà giải quyết cho cháu được về thăm, dù chỉ là một tiếng đồng hồ cũng được. Cho tôi được nhìn mặt cháu, nói chuyện, nếu vì công việc mà không được thì các đồng chí can thiệp với đồng chí chỉ huy cho cháu được gửi vài dòng thư cho tôi. Tôi xin hứa với các đồng chí sẽ giữ bí mật theo yêu cầu của các đồng chí để cháu có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Mong các đồng chí thông cảm cho tôi, cũng vì tình cảm mẹ con mà làm phiền các đồng chí. Chúc đồng chí khỏe. Nét chữ hơi run run, đúng là của một bà mẹ. Nhưng sao lại có chuyện phi lý thế nhỉ? Văn Chấn tốt lên sau khi đọc xong lá đơn. Và sao vụ này lại truyền cho ta? Đây là việc của bên điều tra hình sự. Anh nghĩ đây là một việc bên hình sự. Trưởng ban mỉm cười. Vậy anh hãy nghe tôi trình bày các tình tiết đây. Thứ nhất, người tên là Nguyễn Hoàng Lâm, không có một trinh sát nào của ta đang làm nhiệm vụ ở Hà Nội có tên là Nguyễn Hoàng Lâm cả. Thế mà anh ta lại là lính của phòng quân báo quân khu, đóng ở biên giới phía Bắc nữa, mất tích trong khi đi công tác. Việc anh ta chuyển từ quân báo quân đội sang trinh sát nội vụ là một chuyện cực kỳ phi lý đối với chúng ta, nên ngày hôm kia
Sau khi nhận được lá đơn này do bà Mai trực tiếp đem đến, giám đốc công sở đã liên lạc ngay với Hà Nội và được trả lời rằng không có trường hợp thuyên chuyển nào như vậy đối với Hà Nội cũng như tất cả các đơn vị của ngành ở các tỉnh phía Bắc cả. Ban đầu chúng mình cho rằng đây là một vụ đào hũ nên đã lập tức điện ngay cho phòng quân báo quân khu, yêu cầu đơn vị ấy xác minh đầy đủ trường hợp mất tích của Nguyễn Hoàng Lâm. Sau khi nhận được trả lời chắc chắn vào đầu giờ sáng hôm nay, đồng chí giám đốc cũng như mình đều thống nhất với nhau rằng đây là một vụ có tính chất nghiêm trọng. Ở biên giới phía Bắc của ta hiện nay, phía Trung Quốc đang gây ra một số vụ việc có tính chất thù địch rõ rệt như tung biệt kích thám báo để do thám nội địa, bắt cóc thường dân, cán bộ và quân nhân của ta để khai thác tin tức, rồi hoặc thủ tiêu hoặc mua chuộc làm gián điệp cho họ và tung trở lại đất ta hoạt động. Anh tự hình dung nếu Nguyễn Hoàng Lâm này cũng là một trong trường hợp như vậy thì sao? Liệu có thể kết luận đây chỉ là một trường hợp đảo ngũ đơn thuần rồi giả danh công an đi lừa đảo, hay nói tóm lại là một vụ hình sự được không? Văn Chấn lặng im suy nghĩ. Vậy vụ này không mang tính chất bình thường đâu, anh Chấn ạ. Trưởng ban tiếp tục. Nếu như nó xảy ra ở một nơi khác và biên giới phía Bắc của ta không có chuyện gì thì lại là chuyện bình thường. Còn ở đây, từng ấy lý do chưa đủ thuyết phục được tôi. Đây là một vụ có tính chính trị đâu. Điều các anh thống nhất với nhau dù sao vẫn chỉ mang nặng tính giả thuyết thôi. Anh nghi ngờ những điểm gì? Thứ nhất, Hoàng Lâm hoàn toàn có thể chỉ là một gã đào ngũ và nay đang lang thang kiếm sống bằng nghề lừa đảo. Chưa có bằng cớ gì chứng tỏ gã bị phía Trung Quốc bắt cóc. Thứ hai, nếu đây là một âm mưu của tình báo Bắc Kinh thì âm mưu đó theo tôi đơn giản và mạo hiểm quá. Quên, tôi chưa nói hết với anh. Hoàng Lâm mất tích không phải chỉ có một mình mà cùng cả đồng chí tổ trưởng, một đảng viên rất tốt. Cho đến bây giờ đơn vị của họ vẫn chưa tìm thấy dấu vết gì của hai người. À, nếu vậy thì lại là chuyện đáng quan tâm. Ngôi tổ trưởng đó hoàn toàn biến mất, còn Hoàng Lâm thì lại xuất hiện ở giữa Hà Nội. Văn Chấn gật đầu. Ông nghĩ ngợi một lát rồi quyết định. Được, vậy đề nghị anh cung cấp hồ sơ cho tôi để tôi nghiên cứu. Anh cần những hồ sơ gì? Lý lịch quân nhân của Hoàng Lâm, các nhận xét tư cách, biên bản xác nhận việc mất tích, báo cáo trong việc tìm kiếm, lời khai của các nhân chứng về vụ mất tích đó và văn bản trả lời của đơn vị Hoàng Lâm cho ta. Những cái đó chúng tôi đã cử người gặp phòng quân báo quân khu để lấy về, nhưng chắc chắn là ngày mai mới có. Hiện giờ tôi chỉ có thể cung cấp cho anh hồ sơ nhận dạng của Hoàng Lâm trước ngày nhập ngũ thôi. Để tôi ra lệnh cho họ đem ngay sang đây cho anh. Vấn đề tìm kiếm tung tích Yama thế nào rồi anh? Hiện thời cậu thường đang lục lọi ở các phòng lưu trữ tài liệu. Còn trả lời của Hà Nội thì chưa có. Lát nữa tôi sẽ điện hỏi lại xem thế nào. Anh nên gọi điện để thúc trên ấy thì hơn. Văn Chấn vừa ngồi vừa nghiên cứu hồ sơ của Nguyễn Hoàng Lâm một lát thì chuông đồng hồ treo trên tường điểm 11 tiếng. Mình đã trở lại đem theo các bản báo cáo đã được viết sạch sẽ ở trên giấy. Cậu ngồi xuống đây đi. Văn Chấn chỉ ghế cho mình ngồi và cầm tấm báo cáo cuối cùng lên. Đọc rất kỹ đến nỗi mỗi điếu thuốc lá đang hút trên tay sát ngón, ông mới biết. Ông vội dúi đầu màu thuốc vào gạt tàn và hỏi Bình. Qua báo cáo, cậu có thấy thái độ của tay khách Trần Lãm có gì lạ không? Hình như ban sáng sếp đã hỏi tôi câu này. Đúng, bây giờ tôi lại muốn hỏi lại. Cậu có thấy tay này có điểm gì không bình thường không? Báo cáo với sếp, có thể là hắn có. Bình vừa trả lời vừa liếc nhìn Văn Chấn với vẻ thăm dò. Là một dân phe nên hắn có điểm khác những người làm ăn chân chính. Có thể cho là điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai, báo cáo em...
Bình gãi đầu lúng túng. Rõ ràng là người đội trưởng trinh sát này chưa tìm được ra câu trả lời nào thỏa đáng. Cậu và quân của cậu khẳng định rằng từ lúc hắn đến nhà Trần Lãm cho đến lúc đi khỏi đấy, hắn không hề bước ra đường một lần nào nữa phải không? Văn Chấn vừa hỏi vừa lấy bút bi đỏ gạch ở dưới dòng chữ. Cả tối hôm đó không thấy đi đâu. Vâng, đúng như thế. Vậy mà cậu không thấy lạ ở điểm đó sao? Một dân phe Hà Nội xuống Hải Phòng mua radio cassette, tuổi thì còn trẻ, ăn diện, lại sẵn tiền trong túi, mà không hề nghĩ đến chuyện ra phố chơi bời, khảo sát giá cả. Như thế, theo cậu là bình thường hay không bình thường? Bình vội đứng thẳng dậy. Báo cáo thủ trưởng, quả thật là tôi đã không nghĩ đến điều đó. Cứ ngồi xuống đã, tôi đã phân tích hết đâu. Đặc điểm của dân phe là bao giờ cũng hay la cả, ngồi ở các tiệm giải khát tư nhân, các quán ăn, quán cà phê, hàng bia, để vừa bắt mối bàn chuyện làm ăn với nhau, vừa hưởng thụ, xả láng sau những lúc kiếm tiền căng thẳng. Bởi vì chúng làm việc ra phết đấy chứ, không phải lúc nào cũng ăn không ngồi rồi đâu. Với những tên có tuổi, chúng có thể lui vào salon, phòng khách, hưởng những trò đồi trụy kín đáo. Còn với bọn ít tuổi hơn, bao giờ chúng cũng muốn phô trương các trò rộng đời của hạng ăn chơi mới nói. Gã bạn của Trần Lãm muốn gì thì gì cũng không thể không có đặc tính chung ấy được. Vậy mà ở đây gã lại xử sự rất kín đáo, khác thường. Mà muốn xử sự như vậy chỉ có ở loại phe cao cấp, buôn những mặt hàng có giá trị gấp nghìn lần những tivi hay radio cassette. Loại phe đó mới phải giữ kín hành tung của chúng. Như vậy, gã này không thể là loại cách buôn bình thường của Trần Lãm được. Theo dõi những đối tượng như thế, yêu cầu đề ra đối với trinh sát là gì? Không thể chỉ là trình độ am hiểu về chuyên môn đơn thuần, mà phải là sự kết hợp với cả trình độ am hiểu về xã hội nữa. Có đúng thế không? Báo cáo sếp, đúng như vậy ạ. Bình ngượng ngục đáp. Bây giờ công việc hiện tại của chúng ta chưa có tiến triển gì. Tôi muốn cho cậu đổi không khí một chút. Đây là một vấn đề điều tra cần phải tiến hành ngay. Văn Chấn đưa cho Bình xem các tài liệu về Hoàng Lâm và phổ biến nhiệm vụ mới ông nhận được. Điều tra một trinh sát đang thi hành một nhiệm vụ rất bí mật ở Hà Nội. Vừa nhìn thấy ảnh Hoàng Lâm, Bình đã kêu lên. Nét mặt này tôi trông quen quá, không hiểu đã gặp ở đâu rồi. Nếu cậu đã từng có hân hạnh được quen anh ta, thì nhiệm vụ tôi giao cho cậu sẽ không phải là không có thú vị đâu. Cậu hãy đến địa chỉ này, hỏi bà Trần Thị Mai và thu thập cho tôi tất cả những tin tức về Hoàng Lâm, về con trai bà ấy. Nhớ lên địa chỉ của cô con gái tên là Bích Hải, học sinh trường Đại học Bách Khoa, hiện đang ở Hà Nội. 2 giờ sau, Bình trở về và cho gọi một trinh sát của anh lên. Đưa tấm ảnh đem theo về cho người trinh sát xem. Và anh hỏi, có đúng đối tượng này không? Báo cáo đội trưởng, rất giống, chỉ khác ở bộ ria và mớ tóc thôi. Thế nào, các cậu nhận ra ai thế? Văn Chấn tò mò hỏi. Nhận ra người quen rồi phải không? Thưa sếp, đúng là nhận ra người quen rồi ạ. Bình không giấu nổi vẻ mừng và bừng sáng trong ánh mắt. Anh đặt mấy tấm ảnh chụp chân dung và toàn thân người thanh niên có tên là Hoàng Lâm xuống bàn trước mặt Văn Chấn, rồi báo cáo liền một mạch. Gã này đúng là người chúng tôi vừa theo dõi ở nhà Trần Lãm. Gã đã để ria mép, để tóc dài trùm gáy và đeo kính râm mắt to, đội mũ sụp nhưng dáng người thì không thể nào thay đổi được. Hoàng Lâm và gã chỉ là một. Có chắc không? Dạ chắc. Toàn nhìn ảnh mà sếp đưa cho bà nãy, tôi đã ngờ ngợ. Nhưng khi đến nhà bà Mai và xem tất cả ảnh mà gã chụp thì tôi còn nghi ngờ gì nữa. Những ảnh này chụp ở nhiều góc độ nên cũng dễ dàng nhận ra người đó. Tôi lại đích thân quan sát gã nên không thể nhầm lẫn về dáng người được. Hơn nữa, ở đó tôi lại có dịp xem ảnh rất kỹ trong lúc hỏi chuyện bà Mai. Tuổi hoàn toàn ăn cướp, chiều cao cũng không có sự mâu thuẫn. Tôi lại muốn thật chắc chắn hơn, đã mượn bà Mai tấm ảnh
trong quyển album gia đình để đem về đây, và gọi cậu này là cậu đã theo dõi đối tượng cho đến lúc lên tàu về đây để nhận mặt. Như sếp đã thấy đấy, cậu ấy cũng cùng ý kiến với tôi. Nói đến đây, nét mặt Bình chợt tối sầm lại, anh đập tay mạnh xuống đùi. Thế mà tôi đã để sống mất con mồi bự, giờ hiểu ra thì đã muộn, bực quá. Bình lại đứng thẳng người trước mặt Văn Chấn với dáng điệu đầy ân hận. Báo cáo sếp, xin sếp cho tôi chịu kỷ luật. Tôi đã đích thân quan sát mà tôi đã bỏ qua tất cả. Thiếu sót này hoàn toàn ở tôi. Văn Chấn mỉm cười đứng dậy, đi vòng qua bàn và ôm lấy vai Bình. Ông nhẹ nhàng ấn anh ngồi xuống ghế, trong khi người trinh sát kia còn ngơ ngác, chưa hiểu sự thể ra sao. Tất nhiên cậu sẽ bị kỷ luật thích đáng, nhưng chưa phải là bây giờ. Phá xong vụ này, tôi sẽ cho cậu một trận nên thân. Tuy nhiên cũng còn nhiều cơ hội cho cậu lập công chuộc tội đấy. Hay xếp cho tôi lên Hà Nội ngay hôm nay, tôi sẽ lùng bằng được cái thằng Hoàng Lâm ấy. Nó có phép độn thổ thì lần này nó cũng không thể thoát được tay tôi. Chà, giá để cậu đi đóng phim hay đóng kịch thì có lẽ hợp hơn. Nhưng ở đây không phải là trường quay phim, cũng không phải là sân khấu. Nói vậy thôi, chứ lúc sáng nay chúng ta cũng chưa biết gì về Hoàng Lâm cả. Thậm chí khi được thông báo về vụ này, tôi còn định từ chối nữa cơ đấy. Bây giờ chúng ta mới tìm ra được mối liên hệ mới, thêm một yếu tố phức tạp cho vụ này nữa đây. Thường đột ngột xuất hiện, nét mặt anh hơi đỏ quá mức bình thường. Báo cáo anh, công việc đã hoàn thành. Thế nào, báo cáo đi. Đã lôi cổ được chúng nó ra khỏi cái mớ giấy tờ ấy chưa? Thường mở cặp hồ sơ, lấy ra những trang giấy đánh máy đã vàng ố vì thời gian. Báo cáo anh, đây là các bản báo cáo tìm thấy trong hồ sơ lưu trữ của Sở Mật Thám Hải Phòng năm 1944. Báo cáo này được gửi cho một viên thanh tra mật thám Pháp tên là Duy V. Trong đó báo cáo về việc theo dõi các hoạt động của một nhà buôn người Nhật tên là Niho Murai. Nhà buôn này đến Hải Phòng từ năm 1939 và đã có nhiều hành vi đáng nghi ngờ là có phương hại đến an ninh của nhà nước bảo hộ. Một người Nhật khác tên là Tomio cũng đến Hải Phòng trong thời gian này với danh nghĩa phóng viên của hãng thông tấn Đô Mây. Và qua sự theo dõi của một tám Pháp, Niho Murai và Tomio đã có quan hệ đáng nghi ngờ với nhau. Murai, mà sau này được xác nhận đó không phải là tên thật, đã tìm cách móc nối với nhiều phần tử địa phương. Mật thám Pháp cho là y tuyển mộ tay chân làm nhiệm vụ chỉ điểm điều tra dò la tình hình bố phòng của Pháp ở Hải Phòng. Chính nhờ những tin tình báo này mà Bộ Chỉ huy quân Nhật đã tiến hành cuộc đổ bộ vào Bến Quê ngày 22 tháng 9 năm 1940 và đánh bại sự chống cự của quân Pháp một cách dễ dàng. Trước đó 2 ngày, tránh sở mật thám Pháp đã có tờ trình xin lệnh đốc lý Hải Phòng cho bắt giữ Tomio vì đã có bằng chứng rõ ràng y là điệp viên của Hắc Long. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Tomio lại trốn thoát. Sau khi quân Nhật chiếm đóng Hải Phòng, mật thám Pháp không dám làm gì những người Nhật bị nghi vấn nữa. Tuy nhiên, họ cũng xác định được rằng Niho Murai còn có một tên nữa là Yamakada, gọi tắt là Yama. Yama có quan hệ chặt chẽ với hiến binh Nhật. Trong số những người Việt và tay chân thân cận của Yama, mật thám Pháp nêu tên một người là Phan Quang, 23 tuổi. Nhưng có điều lạ là hồ sơ lý lịch của Phan Quang thì lại không thấy kèm trong các báo cáo. Những tài liệu của Pháp mà thường tìm thấy, dù cho không đầy đủ, vẫn có một số tài liệu ghi rõ ngày 9 tháng 3 năm 1945, ngày Nhật hoàn toàn hất cảng Pháp để thống trị Đông Dương. Murai, tức Yamakada, đã vứt bỏ cái lốt nhà buôn và công nhiên ra vào trụ sở của Hắc Long. Phòng nhì Pháp đã tổ chức ám sát Yama một lần nhưng không thành. Đến tháng 5 thì không thấy Murai, tức Yama, hiện diện ở Hải Phòng nữa. Sau này Nhật đầu hàng, cơ quan phản gián Pháp đã cho truy tìm tung tích của viên sĩ quan tình báo Nhật kia. Nhưng rất tiếc, Hắc Long đã kịp hủy
hoặc cất giấu các tài liệu quan trọng. Những tài liệu tìm được về sau này của phòng nhị pháp đều không thấy đả động gì đến Phan Quang, người Việt Nam làm cộng sự đắc lực cho Yama nữa. Thường lấy tiếp trong cặp ra một tờ báo cũ. Trên mảnh báo có in ảnh chụp một bàn tiệc với những người ngồi quanh đang nâng cốc chúc tụng nhau, và một mẩu tin kèm bên dưới: tiệc chiêu đãi Đồ Sơn. Tối hôm qua, tiệc chiêu đãi của ông Wilhelmer Jackson đã tổ chức ở Đồ Sơn. Nhiều nhà doanh nghiệp có tên tuổi ở Hà Nội, Hải Phòng đã đến dự, và tất cả mọi người đều hoan hỉ trước lời tuyên bố của ông William. Hoa Kỳ có ý định đầu tư vào Bắc Kỳ trong thập niên 50 này. Báo cáo anh, Thường giải thích, tôi tìm được nó mất đúng nửa ngày. Trong ảnh có bốn phụ nữ tất cả. Tôi đã đánh dấu bút chì trên đầu hai phụ nữ trẻ. Bây giờ thì cần gặp mấy nhân chứng, yêu cầu họ xác định cho người đó có tên là Liên trong số này. Văn Chấn ngắm nghía bức ảnh. Người đàn ông ngồi cạnh người phụ nữ thứ nhất quay mặt đi, nên không rõ có phải là Lê Việt hay không. Còn người đàn ông ngồi cạnh người phụ nữ thứ hai thì lại bị lấp mất nửa mặt, cũng không xác định được rõ ràng. Đúng, vậy thì phải hỏi ông Tiến và Cao Tường. Ông nhìn kỹ bức ảnh một lần nữa rồi hỏi Tường: anh nghĩ thế nào về Phan Quang? Y là ai? Bạn của Lê Việt hay chính là Lê Việt? Căn cứ vào tuổi trong hồ sơ mật thám pháp thì giống nhau, nhưng chỉ như thế cũng chưa xác định được gì. Văn Chấn gật đầu. Đúng, cái tên này còn mơ hồ lắm. Hiện thời may ra chỉ có thể tìm ra được người phụ nữ có tên là Liên thôi. Anh hãy đem tài liệu này đi gặp ông Tiến và Cao Tường đi. Hà Nội đã trả lời. Trưởng ban rút một tập giấy từ trong công văn ra, chia cho Văn Chấn. Quà của cục gửi cho ta đấy. Đó là một tập nhật ký, hay nói đúng hơn là phần còn lại của một quyển nhật ký bị xé mất nhiều trang và bị cháy nham nhở, mất nhiều trang khác. Dòng chữ Hoành Tân, 29 tháng 8 năm 1945, ghi trên đầu trang, làm Văn Chấn chú ý ngay. Thì có nghĩa là nhật ký được ghi ở bên Nhật. Họ kiếm đâu ra món quà này thế anh? Ông hỏi trưởng ban. Bây giờ thì chẳng còn ai nhớ ở đâu ra nữa. Trong công văn chỉ ghi hình như nó là chiến lợi phẩm của biệt động nội thành Hà Nội khoảng đầu năm 1950. Nó đã có nhiều chứng chỉ kèm theo, và tất cả số hồ sơ này đã được đưa lên Việt Bắc cho cơ quan an ninh của ta hồi đó nghiên cứu. Trong một trận ném bom của địch vào gần cơ quan, kho chứa hồ sơ bị cháy, và thế là nó chỉ còn lại vẹn vẹn có như vậy. Cũng may mà người ta còn giữ được những mạch còn lại cho đến tận bây giờ. Cục đã có ý kiến gì về tập nhật ký của kẻ vô danh này chưa? Chỉ mới có gợi ý thôi. Tức là cái tên Yama ở trong này. Phải, chính nhờ Yama mà người ta mới lục thấy tập nhật ký. Còn về tác giả, các đồng chí trên ấy hứa sẽ bằng mọi cách giúp ta làm sáng tỏ hơn. Nếu Yama đó đúng là Murai hay ông Yama ở Hải Phòng những năm 40 thì mới cho ta hướng điều tra về tác giả được. Như anh thấy, kẻ vô danh viết tập nhật ký này đã được OSS tuyển mộ. Tên điệp viên đã có chủ mới. Hắn là Phan Quang, là Lê Việt hay là một tên X nào đó, thì nhiệm vụ tìm ra hắn vẫn phải là chúng ta. Trong tập nhật ký có một câu ghi: thầm thoát, thế mà đã xa cách nhau 5 tháng rồi. Văn Chấn đọc, ghi vào ngày 2 tháng 10 năm 1945. Vậy tức là kẻ ghi nhật ký đã rời khỏi Hải Phòng từ tháng 5. Thời gian này khớp với các tài liệu của chúng ta đã có về Lê Việt. Cao Tường khai rằng từ sau tháng 3 hoặc tháng 4 gì đó, ông ta không gặp Lê Việt nữa. Còn hồ sơ của sở mật thám pháp thì nói rằng từ tháng 5 năm 45, Mura hay Yamakada cũng không thấy xuất hiện ở Hải Phòng. Trong hồ sơ của Lê Việt, thời gian đó là thời gian chúng ta đang đặt nghi vấn.
Vậy nếu Lưu Việt là tay chân thân tín của Murai, thì có thể hắn cũng theo chủ rời Hải Phòng vào thời gian đó. Tuy nhiên, đến đây lại nảy sinh rắc rối ở cái tên Phan Quang mà ta chưa xác định được là ai. Theo Cao Tường thì Lê Việt đi với Yama, còn theo mật tám Pháp lại là Phan Quang đi với Murai, tức Yama. Đây là một hệ phương trình có từ 3 đến 4 ẩn số. Thật đáng tiếc, tài liệu của Pháp không đề cập gì đến nhận dạng hay lai lịch của Phan Quang. Trưởng ban nhận xét một cách trầm ngâm. Chính tôi đang đặt dấu hỏi ở chỗ này. Theo tôi, nhận dạng hay lai lịch của Phan Quang phải có trong hồ sơ, dù chi tiết hay sơ bộ, chứ không thể không có. Vì đối với Lê Việt, một tám Pháp dễ xử lý hơn là với những ông bạn Nhật kia. Vậy tại sao ở đây lại không có? Lý do bí ẩn nào đã khiến bản sao ấy chấm hết ở sau một cái tên? Không có nguyên tắc lập bản báo cáo này lại cho phép được thiếu sót như vậy. Theo anh thì nó đã bị hủy đi. Rất có thể, nhưng đấy cũng mới chỉ là sự phỏng đoán của tôi. Theo lý thuyết toán học thì một hệ phương trình ẩn số chỉ có thể giải được khi có n phương trình, tức là ẩn số và số phương trình phải tương đương với nhau. Và một khi đã lập được số phương trình tương đương với ẩn số, ta có thể giải hệ phương trình đó bằng phương pháp loại trừ hoặc phương pháp thế. Ở đây tôi muốn dùng một số dữ kiện để loại bớt ẩn số đi. Phan Quang là một ẩn số. Cho đến nay, với ẩn số này, ta chưa hề được nhìn thấy hình bóng nó mà mới chỉ công nhận với nhau rằng nó có thể là một ẩn số. Báo cáo của Sở Mật Tám Pháp nhắc đến Phan Quang mà không kèm theo một chỉ dẫn nào. Còn ông Tiến lại được nhắc đến nó với nhận xét. Hình như nhân vật đó không có thật, chỉ là một cái tên chứng chỉ, thậm chí đến cả một cái ảnh để dán vào giấy thông hành cũng không có. Vậy nhân vật này có thật hay không thật? Hắn là hắn hay hắn là Lê Việt? Nếu giả sử hắn là Lê Việt, giả sử thôi, thì tôi sẽ loại bớt được một ẩn số. Với Lê Việt, tôi hy vọng sẽ giải được phương trình, và sau khi giải xong sẽ dùng phương trình phép thử để chứng minh lại giả thiết đã lập giả. Người phụ nữ có tên là Liên trong ảnh đã được các nhân chứng nhận diện. Các chuyên viên kỹ thuật về nhiếp ảnh đã tách ảnh của người đó ra, phục chế và phóng to để thành một tấm ảnh chân dung làm tài liệu cho việc nhận dạng. Nhưng công việc cũng mới chỉ tiến triển tới đó. Để tìm một người phụ nữ trạc độ 25 tuổi vào năm 1952, tức là trạc độ 51 tuổi vào năm 1978, có khuôn mặt trái xoan với cặp mắt nhỏ hơi dài. Những nét đó chưa xác định là còn có được giữ nguyên cho đến bây giờ hay không. Có nhà ở Hà Nội, còn nay thì không rõ. Con một gia đình doanh nghiệp có tiếng tăm là một điều không hề dễ dàng. Từ điểm này có thể nảy sinh giả thiết là bà ta đã xuống tàu di cư vào năm 1954. Và như vậy, việc tìm kiếm ở Hà Nội sẽ chỉ hy vọng mong manh. Việc giám định kỹ thuật nét chữ trên quyển nhật ký của tác giả vô danh kia và nét chữ của Lê Việt trong bản tự khai lý lịch chưa đi đến những kết quả rõ ràng. Văn Chấn đã một lần nữa tới cơ quan của Việt, mượn tất cả các văn bản giấy tờ do Việt ghi chép, ký tên. Nói tóm lại là tất cả các mẫu của Việt để giám định. Cuối cùng cũng chỉ được một câu kết luận: có nhiều nét giống nhau, nhưng chưa thể khẳng định chắc chắn được là của một người viết. Dự kiện chưa đủ, Văn Chấn nghĩ thầm, phải tiếp tục tìm kiếm thêm thôi. Thế nào, ông Văn Chấn, cái hình bóng vẫn chưa hoàn chỉnh của Lê Việt do Văn Chấn tưởng tượng lại hiện ra trước mặt ông với một nụ cười chế nhạo. Tại sao ông cứ khăng khăng muốn truy tìm cho ra cô người tình Hà Nội cũ của tôi làm gì thế? Đó là người duy nhất lúc này có thể giúp chúng tôi làm sáng tỏ được việc làm của anh trong những năm 50. Chưa chắc cô ta đã đáp ứng được sự mong muốn của các ông đâu. Cô ta là nhân tình của anh
Mà nhân tình thì bao giờ cũng hiểu rõ về người đàn ông mình yêu, thậm chí có thể còn hơn cả vợ con của người đó nữa. Cứ cho là như vậy, nhưng tìm ra được cô ta thì khó đấy. Ở những nước tiên tiến, cảnh sát có những phương tiện hiện đại, mà muốn tìm tung tích của một người từ cách đây 26 năm cũng không phải trường hợp nào cũng tìm ra được, huống hồ là các ông. Thôi, điều đó Tiết nghĩ có tranh luận với các ông cũng bằng thừa. Xin ông vui lòng cho biết thêm một điều nữa. Lý do gì khiến ông có ý định gắn tôi với một kẻ nào đó có tên là Phan Quang? Cái tên đó đâu có xa lạ gì với anh. Thế ông không nghĩ rằng chúng tôi chỉ là những kẻ đồng hội đồng thuyền sao? Và trong cái ekip đó, tôi là tôi và Phan Quang là Phan Quang. Tôi cho rằng giả thuyết này của tôi cũng tương tự như giả thuyết khi trước về Vũ Quang Vinh với Lê Việt. Tất nhiên, trong tay tôi không có một bằng chứng vật chất nào như tôi đã có để chứng minh cho giả thuyết của mình. Nhưng trí giác của tôi đã cho phép tôi đưa ra giả thuyết đó. Trí giác của tôi nói rằng Phan Quang không phải là một người thật, đó chỉ là một cái tên, không hơn không kém. Và ông cho đó là bí danh của tôi. Sao lại không thể cho là như vậy được nhỉ? Nhầm rồi, từ ngày Văn Chấn rất kính mến, Phan Quang là một nhân vật quan trọng hơn Lê Việt nhiều. Vì thế, người ta không dễ dàng gì để cho ngài lần ra được Phan Quang đâu. Vậy anh hay Phan Quang đã phục vụ cho bọn Mỹ sau khi được OSS tuyển mộ? Khoảng thời gian từ 1945 đến 1951 là lúc anh đã chuyển trụ và được đi đào tạo thành điệp viên thực thụ phải không? Ông có nghĩ là người Pháp đã thu dụng chúng tôi sau chiến tranh thế giới thứ hai để sử dụng chúng tôi để chống lại các ông không? Các anh được nước Mỹ đào tạo để trở về hoạt động phá hoại cách mạng. Tôi đã từng nghĩ đến khả năng như anh vừa nêu ra và đã từng cho rằng các anh được đưa sang Pháp rồi từ đó mới được tung về và SDCE trả lương và giao chỉ thị cho các anh, ngụy trang bằng các vụ ác phe mà ông Tiến đã mô tả với chúng tôi. Nhưng bây giờ thì tôi đã biết mình sai lầm. Nhật ký của kẻ vô danh đã chỉ cho tôi thấy rõ, kẻ vô danh đó chỉ phục vụ cho một ông chủ Mỹ mà thôi. Đó là một sự tự thú nhận rất thành thực của các anh, có phải không? Ông vẫn chưa thoát khỏi cái bệnh áp đặt ý muốn của mình một cách tùy tiện. Ông luôn luôn tìm cách gắn tội, khi thì với Vũ Quang Vinh và các mưu đồ mờ ám với Trần Lãm, khi thì với Phan Quang. Bây giờ ông lại buộc tội tôi là tác giả của nhật ký vô chủ kia. Nghi vấn và đưa ra giả thuyết là quyền của tôi, như anh đã thừa nhận, nhưng đó không phải là áp đặt. Mong anh nhớ cho điều đó. Bây giờ anh vẫn còn lẩn trốn ở một nơi nào đó, nhưng tôi hy vọng sẽ bằng giả thuyết và cách chứng minh cụ thể tìm ra chỗ ẩn náu của anh. Khi đó mọi việc sẽ rất đơn giản. Trần Lãm không giấu vẻ sốt ruột khi trông thấy Văn Chấn. May quá, bác đã đến lấy máy. Bác mà đến muộn một chút nữa thì phải hẹn đến đầu tuần sau thôi. Sao thế anh? Tôi phải đi Hà Nội có chút việc. Hắn sắp đi Hà Nội để làm gì? Văn Chấn tự đặt câu hỏi và một ý nghĩ đến với ông rất nhanh. Cần phải tranh thủ dịp may này. Ông phát một kế hoạch hành động và chỉ thị cho Tường. Ngày tối hôm nay phải đi tiến hành lục soát nhà Tiền Lãm, làm thật êm và nhanh gọn, báo trước cho đại diện chính quyền địa phương và cảnh sát khu vực biết, nhưng tuyệt đối không được để cho hàng xóm để ý. Trần Lãm bắt đầu cuộc hành trình của hắn bằng việc rẽ qua một loạt các địa điểm bán đồ điện trong thành phố. Và tất nhiên là trong số đó có cả những cửa hiệu đồ điện của Lưu Kính Cáp. Khi hắn ngồi lên tàu thì cũng là lúc các trinh sát của Văn Chấn tiến hành cuộc đột kích khám xét trong nhà hắn. Phải mất gần 2 tiếng đồng hồ làm việc cật lực, họ mới tìm thấy một cái ngăn kéo bí mật, trong đó chỉ giấu mỗi một mảnh thư, không tìm thấy bất cứ một vật gì khả nghi khác. Ngoài hai vật hơi lạ là hai bóng đèn hình của máy tô hình, vỏ thì mới toanh
mà ruột lại trống rỗng. Nội dung bức thư: LM. Hôm qua tôi về vội phòng quá, thành thử không thể đến đây như đã hẹn trước với em. Mong em hiểu và đừng trách. Công việc hiện tôi đang làm nhiều khi đòi hỏi tôi phải rất tranh thủ thì mới kịp thời gian, nhưng người ta đã giao cho tôi. Nói thế chắc em cũng hiểu cả. N đối với thằng bé thế nào? Có tỏ ra khó chịu với nó không? Vẫn như ngày đầu chứ? Quà tôi gửi cho nó, Lý không biết gì phải không? Xa nó càng ngày tôi càng nhớ. Nếu lớn lên nó vẫn được như vậy thì thật là không có gì an ủi cho tôi hơn thế được đâu. Em, rồi có ngày công thành danh toại, tôi sẽ đón cả hai mẹ con đến một chân trời mới, thật hạnh phúc. Ngày ấy chắc cũng không còn xa lắm nữa đâu. Nghe em cứ tin lời tôi như ngày xưa em đã từng tin tôi. Nếu không có gì trở ngại, 15 này tôi lại lên với em, vẫn gặp nhau ở đó. Hôn em và hôn con. Bức thư không có tên người gửi, chữ ký của người đó và tên địa chỉ của người nhận. Có thể chiếc phong bì đựng bức thư đã bị ai đó lấy đem đi. Không thấy vũ khí ở trong nhà, chẳng hạn như dao găm hoặc một thứ vũ khí thô sơ tương tự. Văn Chấn hỏi thường. Anh hơi ngạc nhiên nhìn ông nhưng cũng đáp ngay. Không, chẳng có gì cả. Sau khi đưa bộ phận kỹ thuật đến xét nghiệm bức thư, nội dung, chữ viết và giấy viết, Văn Chấn cho chụp ảnh lại bức thư và ra lệnh trả nó về chỗ cũ.